Các bác nhìn thấy có phê không? Chào đón các bác đến với chiếc đèn Tiffany. Em cứ gọi con này là con Tiffany, con chuẩn chuẩn màu xanh đi. Số thứ tự của nó là số 4. Mức giá 5 triệu 9 một chiếc này. Con này có chiều cao trên 60 cm đấy. Chiều cao trên 60. Chiều ngang của chóa trên 40. Chiều ngang của cái chóa này, chóa đèn này, trên 40. Chiều cao trên 60 ạ. Đấy, các bác nhìn không? Thân được đúc màu đồng đẹp không? Con này đúc không phải đặc các bác nhé, phải nói như thế cho các bác. Màu vàng đấy. Màu đồng vàng ươm luôn. Con này ba bóng, có công tắc giật, các bác có thể tắt từng bóng, bật từng bóng nhé. tùy các bác. Đấy. Có ba bóng. Rất là sang trọng, trang trí ở phòng khách, rồi các kệ tủ tivi vân vân, rồi là đèn ngủ, nói chung là phong cách châu Âu rất là đẹp. Số thứ tự là số 4, mức giá 5 triệu 9, đèn Tiffany. Em cứ tự đặt cái tên cho nó để tránh nhầm những cái đèn khác đấy. Con này có chuẩn chuẩn màu xanh này. Chuẩn màu xanh này. Đấy, nó dễ nhận biết, đèn chuẩn màu xanh. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn, cực kỳ đẹp. Mức giá 5 triệu 9 ạ. Em cứ báo giá rõ đi các bác tham khảo thoải mái đi. Các bác tham khảo giá thoải mái. Riêng kênh của em Tuấn không bao giờ giấu giá, nó nhanh. Và các bác chú ý là đối với dòng đèn này nó có nhiều loại chóa lắm nhé. Nhiều bác lại bảo ô ông Tuấn ở bên kia tôi thấy nó họ bán có 4 triệu mấy. Nó hỏi lại xem chóa bao nhiêu nhá. Có lẽ chóa 32, chóa 35, 37 đấy bác ạ. Chóa 36 ấy. Đấy. Giá nó lệch nhau, nó tính theo đường chóa này này. Và chiều cao này này. Để bác lại lấy con chiều cao có 5 mấy cm. Thì nó cái thì đúng thật. Nó chỉ giá đấy thôi. Tiền là của đấy mà. Không có gì mà tự nhiên lại rẻ. Vừa chơi vừa trưng bày rất là sang trọng luôn. Đấy, ngoài ra thì đồng hồ Ubly về cho các bác nhé. Đồng hồ Ubly về đây, một loại 2 triệu 9, một loại 3 triệu 3. 2 triệu 9 này thì bán cho các bác rất là nhiều rồi. 2 triệu 9 đây, đế nó màu sáng này. Đây, con cỏ lắc nằm đây. Con này lên cót đây. Con này còn đế màu đen, thì đế màu đen được chạm khảm hết xung quanh của nó, chạm khảm đấy. Có chân đế đàng hoàng. Đấy, con này lên, nhưng mà con lên cót phía sau, cỏ lắc nằm phía sau. Đấy. Con này 3 triệu 3. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Đây là chiếc đèn Tiffany thì em đã ghi giá được rồi. Chiếc đèn số thứ tự là số 4, giá 5 triệu 9 ạ. 5 triệu 9. Em chào các bác.